Hi, welcome back to Detroit. I hope you've enjoyed your experience so far. We need to proceed to a test of your controller. Okay, hello my game. Thank you for your cooperation. Con này nói ít thôi, từ từ đi, anh ta đang chào anh em, nói vừa thôi. Và vẫn đời thủa nhà ai vào coi như chưa kịp chào anh em, cái con như vật trong game nó cứ giục tôi là coi như là kiểm tra lại tay cầm đi, không mãi không thấy có cái cử động gì. Ô, tổ sư nhà đi anh ơi ta. Ok, hello anh em, chào mừng em đến với trực tiếp game. Hôm nay là ngày debut đầu tiên của kênh Dũng Xê Tuê. Anh em nhẹ nhàng nhé. Hôm nay Dũng Xê Tuê mới debut. Debut là cái gì? Debut là ra mắt công chúng ấy. Nhé. Sao anh em có nhớ tôi không? À, yêu anh VL à? Nhớ Dũng VL cơ à? À. Rồi ok, có lẽ những anh em nào mà theo dõi kênh tôi mấy ngày hôm nay thì đều biết là cái khổ quá, cái con để nói ít thôi, để yên, tao đang nói vừa thôi. Ơ, ngậm. Và vẫn cứ phải nói nặng mới nghe lời. Rồi à, nếu mà anh em theo dõi kênh tôi lâu thì đều biết. Rồi thạch cơ anh em mà pe là Nguyễn. Thì mấy ngày hôm nay đều biết là kênh trực tiếp game của tôi bị khóa livestream trong vòng 3 tháng. Sau hiện tại tôi đang phải livestream ở trên kênh Dũng CT. Cái clip sau khi mà livestream xong tôi sẽ upload sang bên trực tiếp game để cho các anh em nào mà hay xem offline có thể xem được nhá. Rồi. Rất là cảm ơn anh em hôm nay, mặc dù là debut trên kênh mới, một cái nơi có thể nói là không chỉ xa lạ với anh em mà có lẽ là xa lạ cả với tôi, nhưng mà được anh em vẫn ủng hộ, vẫn vào chửi bới như thế này là tôi vẫn vui rồi. Rất là cảm ơn anh em, rất cảm ơn. Với anh em nào đấy, tôi giải thích cho những anh em nào mà chưa biết, anh em có thể đăng ký kênh mới này ở cái địa chỉ là dũngct.xyz nhé. Tôi xin phép anh em là tôi để ở trên cái màn hình livestream tôi để cái số lượng subscribe, bởi vì là nó như là mà nó giống như là một cái sự ghi nhận cái tấm lòng và cái sự ủng hộ của anh em với tôi, thành ra là tôi để cái số lượng subscribe ở trên màn hình. Rồi còn lại thì nói chung là không có gì thay đổi cả, nói chung là mọi thứ vẫn như thế thôi. Lịch livestream vẫn là hàng tối, hàng tuần thì chủ nhật vẫn đi đá phèo, hoặc là hôm nào đấy buồn tình thì cũng vẫn nghỉ như thường đấy. Ngày nào mà tự nhiên cái con này không, rồi mọi thứ vẫn như bình thường cả nhá. Hôm nào mà máu lê vẫn 3k, thí dụ ngày hôm nay chẳng hạn, ngày hôm nay là có 3k này đấy, dụ ngày hôm nay là một trong ngày rất là máu đấy. Mấy hôm trước chót nói với anh em là 3k cảm tháng liền, hôm sau ngồi coi như là nằm ngủ vắt tay lên trán, nghĩ mẹ mình còn nói dại. Bỏ mẹ nó, bây giờ nó khốn nạn nó, phải đùa đâu. Rồi ok, thôi nói nhiều quá. Ngày hôm nay là một cái ngày thời tiết Hà Nội rất là mát mẻ. Không biết là các anh em ở miền Trung, miền Nam như thế nào, chứ còn ở Hà Nội là thời tiết rất là mát mẻ. Rất mát mẻ và khiến cho ai đấy cũng đều, chúng ta mọi cái phiền muộn của chúng ta nó đều tan biến cả. Tôi lần đây là lần đầu tiên mà ngồi ở cạnh cạnh nồi nước phở trong cái mùa hè năm nay mà tôi không phải coi như là bật quạt. Đấy. Rồi. Hôm nay chúng ta quay trở lại với cả con game Detroit Become Human nhá. Một trong những con game mà được đề cao là game cốt truyện hay nhất trong năm 2018 này. Châu Huệ Linh. Rồi.
mở hàng bắt tỏ thank you anh em Châu Huệ Linh. Một cái tựa game mà được đề ca là một trong game có cốt truyện hay nhất trong năm nay. Anh em mà đã theo dõi trên kênh trực tiếp game của tôi thì anh em chắc là đã được điều sang phần 1 rồi. Chúng ta sẽ vào vai những cái con robot trong cái thế giới tương lai cách đây khoảng tương lai cách chúng ta bây giờ khoảng 20 năm. Lúc đấy là các con robot được sáng chế giống hệt người thật và nó làm thay con người toàn bộ cái công việc từ lớn đến nhỏ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục anh em nhá. Hôm trước là tôi đã chơi đến cái đoạn của thanh niên Marcus chăm sóc ông già họa sĩ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem như thế nào nhá. Đấy, úi dồi khiếp. Ngày hôm nay được xem lại cái comment nói nhiều VC, nói ít thôi. Úi dồi, sao mà hôm nay cảm thấy những câu nói đấy sao nó thân thương thế. Mọi khi nghe câu đấy chỉ muốn vả cho anh em phát mặt thôi. Mà hôm nay tự nhiên cảm thấy nó thân thương. Nói nhiều VL nhanh mẹ lên. Thân thương lắm mình em ạ. Thân thương. Nào thì vào, gớm khổ. Nào. Bỏ mẹ quay mẹ nút lờ vào nào nhỉ. This is your story chart. It shows what parts of the story continue. And what parts you've missed. Giờ thì em sẽ phải làm gì? Mặc quần áo để đi debut, debut là cái lô gì thế? Là ra mặt công chúng. Tinh tinh tơ ring tinh 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 tinh. Rồi. Có lẽ đây là streamer đầu tiên mới debut mà được nhiều anh em ủng hộ như này. Rất cảm ơn anh em. Không biết là xưa nay đã có streamer nào debut được nhiều người xem và nhiều người ủng hộ như thế này chưa? Cái gì đây? À, thanh niên Daniel, thanh niên robot thanh tra Daniel, cái gì đây? RK800. Thanh niên này đi đâu đây? Chúng ta đang vào vai Daniel. Thanh niên robot thanh tra đấy. Cái gì đây? Đây một cái cửa hàng quán bar không cho phép người máy vào trong. Cấm chó và người máy, vãi trưởng. Cái này không khác gì thời phát xít Đức ngày xưa anh em ạ. Những cái quán quán rượu, những cái quán công cộng nó đều dán chữ cấm chó và người Do Thái. Thì trong một con game này nó thật với anh em mà làm tôi hồi ức lại cái bộ phim về do về tội ác của phát xít Đức với Do Thái ngày xưa. Ví dụ như một số bộ phim giống như kiểu là The Pianist hay là một số tựa game khác nó đều có cái dòng chữ dán ở trên cửa như này này. Rồi ok. Mấy thanh niên này robot đi uống rượu à? Tìm coi như là Trung úy Anderson. Tôi phải đi tìm một cái thanh niên có tên là Trung úy Anderson. Mạnh mò. Anh Dũng hát hay VL và thanh cười anh em mạnh mò. Tôi phải đi tìm một thanh niên có tên là Trung úy. Một thanh niên có tên là Trung úy Anderson. Có vẻ Trung úy cảnh sát. Bây giờ mình sẽ quét mặt à? Quét mặt của cái người trong này à? Vãi cả trường. À đây. Không phải. Tôi phải đi tìm cái lão có tên là Anderson. Quay giờ Anderson. Đây chăng? Không phải. Ông này. Rồi Đặng Quang thì kêu anh em Đặng Quang. Ông này là khác, không phải, chả liên quan gì. Bây giờ mình phải nhìn đúng cái mặt cơ thì mới quét được. Tương lai quét mặt kinh vãi. Graham Zona, không phải. Ui vãi mẹ. Anh em, có anh em nào sinh năm 87 cho đến 90 đây không? Đây là bộ mặt của chúng ta trong vòng 20 năm nữa. Sao nó nhìn trông nó lại già chát thế này chứ lại khổ. Như anh em nào sinh năm 87, 90 đây. Đây là thời kỳ tương lai bộ mặt của anh em. Đéo hiểu sinh năm 87 nhìn già đéo chịu được. Tương lai khổ. Khổ. Ông này là ông nào đây? Anh ơi.
Ông này là ông chủ quán à? Peterson Jimmy, sinh năm 2001. Ôi giời ơi mẹ. Sinh năm 2001 đấy anh em ơi. 10X của chúng ta đây. Vãi cả trường. À người người tôi tìm là Anderson nhưng phải Peterson. Vãi cả trường. Cái ông già đấy như nào? À đây rồi. Trung úy Anderson đây rồi. Hay lắm. Trung úy này sinh năm 1985. Nhìn trông như 70 tuổi. Khổ. Khổ thế. Tương lai khổ lắm anh em ạ. Trung úy Anderson, tên tôi là Connor. Tôi là người máy được gửi bởi công ty Cyberlight. Tôi tìm ông ở bến tàu nhưng mà không ai biết ông đi đâu. Họ nói rằng là ông có thể đang đi uống rượu ở gần đây. Tôi đã tìm thấy ông sau khi đi 50 quán bar liền. Cậu muốn cái gì? Ông coi như là đang có một cái vụ án mạng có liên quan đến người máy. Và bởi vì liên quan đến cái vấn đề sản xuất nên là công ty đã gửi tôi đến để trợ giúp cho ông. Tôi không cần phụ tá trợ giúp, đặc biệt là không là một cái thằng phụ tá là người máy như anh. Cứ cút ra khỏi đây đi. Quinh. Tôi hiểu rằng là có rất nhiều người không cảm thấy thoải mái với sự xuất hiện của robot. Tôi thấy thoải mái bình thường. Bây giờ biến đi. Nếu không tôi sẽ đập cho cậu một trận. Nghe mà kinh thế. Nghe này, tôi nghĩ là ông nên dừng việc uống lại và đi cùng với tôi. Sẽ dễ dàng cho cả hai chúng ta. Thank you anh em, chị em Lâm Thi Ngọc Khánh. Lão này, tôi sẽ mua cho lão ý một cái cốc rượu. Mua cho một cốc rượu. Ông có biết gì không? Tôi sẽ mua cho một ly rượu. Ý ông sao? Bartender, lấy cho tôi một ly rượu. Ôi dồi ôi, thanh niên 2K1 đây. Thanh niên 2K1 đây. Không biết là các cháu 2K4 với 2K5 thì không biết là thời này như nào nhỉ. Nó thành bà già mẹ rồi. Thank you anh em Đặng Quang. Rồi mua cho ly rượu có vẻ ok rồi. Ông này có đã có một cái vụ. Cậu nói là có một vụ giết người à? À, có vụ giết người có liên quan đến người máy. Game sỉ nhục tuổi tác. Anh kèm châu vệ linh. À đây rồi, hiện trường vụ án đây rồi. Hiện trường vụ án đây rồi, hiện trường vụ án đây rồi. Chắc cậu đợi ở đây sẽ không lâu đâu. À, cho em đi với anh ơi. Cái lệnh của tôi là cần phải coi như trợ giúp ông ở trong cái hiện trường vụ án. Nghe này, tôi không quan tâm đến người ra lệnh cậu là gì. Tôi nói với cậu là ngồi ở đây chờ tôi. Anh kêu em trai mưa sơ ngáo. Thằng cha nó không cho tôi vào trong hiện trường vụ án anh em ạ. Đi theo trung úy. Cứ đi, làm gì nhau. Không cho bố đi, bố cứ đi. Cái này làm anh em có nhớ lại con Heavy Rain không? Cũng là những cái vụ án. Tôi nghĩ là trong con game này sẽ còn rất nhiều cái vụ án mà chúng ta đi điều tra đấy. Nhìn cái cảnh này cảm giác ôi. The Roy này. Tương lai là The Roy bay đầy trời luôn. Rồi chúng ta đi vào hiện trường vụ án. Sau này là còn không phải rắn người máy không được vào đây. Nó đi cùng với tôi. Cậu không hiểu ý tôi nói cậu say là thế nào à? Lệnh của tôi là phải đi theo ông. Cậu không được nói cái gì cả, không được động vào cái thứ gì cả. Tránh xa khỏi đường của tôi. Chào buổi tối anh. Tôi cứ nghĩ là ông không đến đây cơ. Tôi đã định như thế cho đến khi thằng khốn này tìm thấy tôi. Tôi không thể ngờ ông có một cái con người máy đi cùng. Rồi. Vụ án diễn ra trong một căn nhà cũ. Đây không, đây không phải nhà con Kara. Nhà con Kara là một cái nhà nó giống như kiểu nhà biệt thự cơ. Nhà to cơ, nhà này có mỗi một tầng thôi. Shop Wang Wang. Shop Bakosu à? Thank you anh em Shop Wang Wang. Đây là nhà ai ý? Không phải nhà con Kara, nhà con Kara cao hơn.
Eric Nguyễn, mời anh trai đất rồi, thành cười ngày Eric Nguyễn kiếp ngày hôm nay là ngày debut được nhiều anh em donate thế. Anh em đừng ngại cứ donate nhiều vào nhá. Khổ. Ôi giời ơi, rồi thành cười anh em An Phong. Ui 200k. Thành kêu anh em An Phong. Có dấu hiệu nào đột nhập không? Không. Chủ nhà nói rằng là cửa trước đã bị khóa lại ở bên trong, cửa sổ cũng bị đóng lại. Chúng ta không biết gì về cái thằng người máy đấy không? Không. Hàng xóm nói rằng là hắn ta có một con người máy. Rồi thanh kê anh em Lê Sơn. Như vậy là kẻ giết người là đi cửa sau theo lời lão kia, bởi vì là cửa chính là khóa bên trong, cửa sổ cũng khóa. Và cái thằng chủ nhà nó có một con người máy. Ui đệt, xác chết kia rồi mẹ. Xác chết đây này. Chết đến nỗi mùi kinh quá. Ông cảnh sát kêu phải bảo tôi phải ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Mình cần phải đi tìm 10 cái manh mối. Sau đấy có phải khám nghiệm cả tử thi luôn. Khốn nạn. Ôi dồi ôi mẹ. Huy đẹp trai, ok thank you anh em Huy đẹp trai. Xác chết này chắc phải chết mấy hôm rồi, trên người có cái gì đấy như ở giòi ấy này. Đặng Quang anh cơ anh em, Đặng Quang. Thằng cha này bị robot đâm chết hay sao? 28 vết đâm. Ôi dồi ôi, chết 19 ngày trước. Bị 28 phát đâm vào ngực. Mẹ thằng nào đâm kinh thế. Chết 19 ngày rồi, cơ thể bắt đầu cái trạng thái là phân rã mẹ rồi. Lão này là có hít đá, có sử dụng cái đá, có sử dụng cái chất kích thích giống như kiểu là cái thằng cha chủ nhà của con Kara ấy. Cũng dùng cái đá đỏ này. Chết. Tên là Carlos Ortiz. Chết vào lúc 11 giờ 30 phút tối 19 ngày trước. Có đây là vân tay, mình đang xác định vân tay của thằng cha Carlos này đây. Reconstruct lại vụ án. Lão này có vẻ là bị đâm. Đây là bị ngã à. Bị vấp vào cái đống chai lọ dưới đất và bị ngã. Ok. Vấp vào chai lọ và bị ngã. Trước đấy là hình như là chạy từ phía trong bếp chạy ra. Bị đâm liên tục từ trong bếp. Đúng rồi. Nạn nhân bị đâm. Bị đâm từ đây. Ui ôi. Bị đâm từ trong bếp đâm ra. Đây toàn bộ tiến trình đây. Nó đâm phát vào bụng trước. Ui dồi ôi, ôi. Mẹ đâm kinh thế. Rồi. Thằng trai bị một con robot đâm chết. Ông ấy đã bị đâm 28 lần liền. Đúng thế. Có vẻ như là kẻ giết người rất thù ghét lão ta. Đâm 28 phát liền. Một dòng chữ được dán bên trên. I am alive nghĩa là tao sống ấy. Kiểu là tao sống ấy. Nếu tôi không nhầm là đây là một cái dòng chữ viết ở con robot, bởi vì là nó muốn khẳng định là nó sống như một con người thật. Cậu làm cái quái gì vậy? Tôi đang thử máu thôi mà. Tôi có thể thử ngay tất cả cái mẫu máu, xin lỗi. Đáng lẽ tôi nói với ông trước. Ok, được rồi. Đừng có đưa tất cả cái bằng chứng vào mồm cậu cũng được không? Khốn nạn, không thể tin được chuyện này. Nếm máu. Đây chính là máu của lão Otis, của nạn nhân. Nó lấy máu của ông đấy và viết lên tường là I am alive. Thế nó muốn chứng minh là nó cũng có cảm xúc, nó cũng sống như một con người thật.
Được rồi, bây giờ tôi sẽ phải đi tìm 10 cái evidence. Đầm như mày khâu. Cu Hiệp, thank you anh em Cu Hiệp. Tên hay thế. Cái gì đây? Đá. Cái đá đỏ. Là thời kỳ tương lai 20 năm nữa, lúc đấy người ta không còn coi như đập đá như bình thường nữa mà người ta dùng cái đá này. Nạn nhân sử dụng thuốc kích thích. Con dao đây đúng không? Con dao. Đây chính là con dao đâm chết thanh niên đấy đây. Sau khi mà đâm chết xong thì sát nhân vứt ở đây. Không có dấu vân tay, chứng tỏ chính là người máy cầm con dao này. Không có dấu vân tay trên con dao. Anh em bình tĩnh, chúng ta phải tập, tôi đang rất là tập trung vào trong cái quá trình. Bởi vì đây là một vụ án, anh em đều biết khi mà chơi cái con game như thế này, quá trình mà chúng ta đi phá án là rất là quan trọng, mà chúng phải tập trung vào từng chi tiết nhỏ một. Tôi nhắc lại với anh em mà cái con game Detroit Become Human này, từng cái hành động, từng cái lựa chọn của chúng ta nó sẽ để lại cái hiệu quả rất là cái hậu quả rất lớn. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ lỡ một cái gì ấy sau này sẽ rất là khó. Tôi rất là tập trung vào đây, anh em cũng tập trung vào nhé. Vết máu đã khô của nạn nhân 19 ngày trước. Come on guys, get a move on. We don't want to be here all night. Don't worry. Từ. No one wants to stay here. Cái gì ở đây mình? Đây rồi. Ok. Mấy thằng nghe đừng tránh ra. Có cái ở đây mà mấy thằng trai đâu có đừng. Đây rồi. Cái gì đây? Ô vai. Vé vào hộp đêm. Múa cột à? Tôi vừa thì như là thanh niên béo này có vẻ như là rất thích đến các hộp đêm, chỗ đấy có gái nhảy. Tủ quần áo bừa bộn. Không có một cái vẹo gì. Mười chín nghìn người đang xem á. Tức là có streamer nào debut được nhiều người xem này không nhở? Tôi vui lắm. Khéo nhiều người mà không biết ý. Vào lại khéo lại thấy một cái kênh vừa mới lập ra, coi như là có mỗi một cái video sao livestream đông người xem, thế lại cứ tưởng hack thì bỏ mẹ, report lên YouTube chết tôi đấy. Vết máu ở trên cửa. Bởi vì là thanh niên Otis bị đâm từ trong bếp đâm ra. Vết máu ở trên tường. Đây là quá trình bị đâm, chắc là máu nó văng lên. Tùng hát ca. Thank you anh em Tùng Hồng Kông. Úi dồi ôi. Tương lai đây. Tình dục với robot còn hơn cả con người. Xin lỗi các quý bà, nhưng mà các em gái robot thì không thể bị đánh bại. Vãi chưa, hóa ra là đúng như cái hóa ra là tương lai 20 năm nữa là đéo cần phải lấy vợ, đéo cần có người yêu. Chúng ta có thể với robot được, vãi trường. Theo cái nghiên cứu của chúng tôi thì 68% đàn ông thích sex với robot hơn là với người phụ nữ thật. 52% đàn ông nói rằng là họ đã ít nhất thử một lần. Đấy, thì các chị em tương lai xác mẹ định rồi. Có rất nhiều lý do dẫn đến cái sở thích như thế này. Nhưng mà theo chúng tôi thì lý do này là vì các em gái người máy thì không nói nhiều như người thật. Rồi, không đòi đi chơi, không đòi dẫn đi xem phim, không đòi xem Avenger và các thể loại phim khác. À, rồi. Ok. À, ngoài ra khi chủ nhân hỏi đi đâu ăn thì robot thường nói ngay là thích đi đâu, chứ không nói là đi đâu cũng được. Rồi. Ok. Rồi.
Như vậy là đây là một cái tạp chí họ nói ra là cái nguyên nhân vì sao mà bây giờ đàn ông lại thích như thế. Con da được lấy từ tủ bếp. Con da được lấy từ cái chỗ làm bếp. Dao lấy từ đây. Gậy bóng chày. Dấu vân tay đây là... À, tức là thằng cha nạn nhân, thằng cha các lốt là có cầm gậy bóng chày. Thằng cha các lốt là có cầm gậy bóng... Gập cầm cái gậy này trong lúc chuẩn bị giết là có cầm cái gậy này. Có vẻ là đánh nhau con Android rồi, nghi lắm. Biết ngay. Có cái dấu vết như kiểu là dấu vết đánh ở đầu ấy này. Đây tôi đang tái hiện lại đây. Thằng trai đang cầm đánh cái này. Đánh ai đấy? Đấy. Thằng trai bạo hành robot. Biết ngay. Nó cầm gậy nó đánh này. Sau đấy con robot nó mới chắc là trong cái tình huống bất khả kháng nó mới giật lấy con dao. Đấy. Con robot đã bị tấn công cho nên khiến cho nó bị sốc. Này là đánh nè. Úi dồi ôi. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Chết chưa con. Mẹ. Đánh nó như thế mà sao nó không xiên cho. Tức nước vỡ bờ. 8 trên 10 rồi. Cố gắng 10 trên 10. Bàn ghế bị đổ. Đây, dấu vết ấy thôi. Có vân tay của thằng Otis. Của thằng nạn nhân. Đây là dấu hiệu của việc ẩu đả. Bạo hành robot rồi. À đây còn cửa, đây là cửa sau đây. Lúc nãy là lão cảnh sát, cái lão bảo là bởi vì là trong nhà là cửa bị khóa từ bên trong, các cửa sổ đều đóng lại, cho nên là nghi ngờ là kẻ sát nhân thoát ra cửa sau. Rồi, thank you anh em Mạnh Khoa. Đây là cửa sau đây. Chắc là thằng người mày nó chạy ra đường này. Đây có vết chân đây này. À đéo đâu, đây là vết chân của cảnh sát 60 phút trước. Cửa ngoài bị đóng từ bên trong cho chắc chắn cái người chạy theo đường này. Không hề có dấu vết của vết chân ở đâu cả mà chỉ có mỗi dấu vết cảnh sát. Bởi vì chuyện này đã diễn ra hàng tuần trước đây rồi nên có thể dấu vết đã bị mất. Không, cái loại đất cát ở đây không thể nào dễ mất dấu vết đến thế. Chắc chắn là không có ai đi ra bên ngoài. Không phải. Ơ à. Thế điếu nào? Thằng giết người nó không có dấu hiệu đi ra bên ngoài. Nó giết xong nó đi đâu nhở? Cái này làm tôi nhớ lại cái tác phẩm Cảnh sát nhân trong phòng kín. Anh em đã bao giờ xem cái chuyện mà Cảnh sát nhân trong phòng kín chưa? Một cái à phim chứ nhở? Cái phim ấy. Hách não vãi cứt. À không, cũng không hách não lắm. Thực ra thì tôi nghĩ là trong 90% các anh em đang xem tôi livestream thì chúng ta đều đã từng là sát nhân trong phòng kín. Chúng ta sát hại hàng triệu sinh linh chứ ít đéo gì. Rồi, ok. Conan à? À. Nhà tắm đây. Cái gì đấy? Rác à? Rác rưởi à? Có những cái dòng chữ viết ở trong nhà tắm anh em ạ. Rác có nghĩa là rác rưởi đúng không? Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Khiếp, nó viết kinh thế. Rác. Có một thằng nào đấy nó đã khắc ở trong này một loạt những cái dòng chữ. Tư ân. Giáo phái bí ẩn à? Đây như kiểu là một cái đồ cúng lễ, tế lễ gì đấy. Ơ, à, tôi điều tra được đầy đủ 10
10 ấy rồi, 10 dấu vết rồi. Giờ ra báo cáo cho ông cảnh sát trưởng, à cho ông trung úy Anderson. R19 à? Chứ không phải là rác à? Tôi cũng tưởng là nó viết cả chữ rác. Ok. Trung úy, tôi nghĩ là tôi đã giải án được cái vụ này. Thế à? Nói đây, tôi nghe đây. Tất cả bắt đầu ở trong nhà bếp. Trong nhà bếp. Đây. Câu hỏi là chuyện thực sự diễn xảy ra ở đây. Tôi nghĩ là nạn nhân đã tấn công coi như là một con người máy với cái gậy bóng chày. Kinh không? Anh em thấy tôi còn nàn vãi lìn không? Nói tiếp đi. Cảm giác kiểu mình đang coi như là làm cho lão Mori bị ngất xong rồi bắn vào ấy. Đây, con người máy sau đó đâm nạn nhân, nhặt được dao và đâm. Như vậy là con người máy đang cố gắng để phòng thủ đúng không? Tự vệ. Sau đó thì sao? Nạn nhân coi như là bị ngã ra phòng khách. Đấy. Trong quá trình bị đâm, nó đầu lùi lùi dần ra phòng khách, hất bàn ghế, tiếp tục bị đâm tiếp. Tiếp tục bị đâm. Ra đến đây là bị một sọc vào bụng dưới. Nạn nhân cố gắng chạy khỏi con người máy. Ok, mọi thứ đều có lý đấy. Con người máy đã giết chết nạn nhân với con dao. Ok. Giả thuyết của cậu không có gì là lạ cả, nhưng mà nó vẫn không cho chúng tôi biết được là con người máy đang ở đâu. Nó đã bị coi như là làm hỏng bởi cái gậy bóng chày. Bởi vì tôi thấy là nó bị mất một số cái therium. Mọi người vẫn gọi nó là máu xanh. Nó làm cái loại chất lỏng để kết nối cái bộ phận của robot với nhau. Sau vài giờ nó sẽ bị tan biến nên là người thường không nhìn thấy được. Nhưng mà cậu vẫn nhìn thấy được nó đúng không? Đúng rồi. Tức là con robot này bị lão kia cầm cái bóng chày đánh cho nên nó sẽ bị phọt ra mấy cái nước màu trắng. Ok. Phọt ra mấy cái nước màu xanh. Nó là cái nước ở trong nội tạng của con robot. Thì chỉ trong vòng vài giờ là nó được thiết kế là để cho cái nước này nó biến mất. Để nó không làm bẩn cái nền nhà của các cái gia đình mà có robot ấy. Nhưng mà riêng cái con thanh niên Daniel của chúng ta robot nó có thể checking theo được. Đây. Màu xanh đây. Nó đang lết dần đây. Hình như nó đi theo cửa bên này rồi. Nó chạy ra cửa bên này rồi anh em ơi. Nó thoát ra cửa bên này rồi. Mày ở đâu? Nó trốn đằng sau cái này đúng không? Nó trốn đằng sau cái này rồi. Ra đây con ơi. Ra đây. Đéo phải. Nhầm. Dấu vết một cái thang. Một cái thang đã được sử dụng. Nó leo lên trên gác mái rồi. Thank you anh em Thiên Hoàng. Nó leo lên gác mái rồi. Nó trốn ở trên gác mái rồi. Bây giờ mình tìm cái gì để leo lên. Quê VL. Lấy cái gì để leo lên bây giờ? Cái người, có anh em nào công kênh tôi lên cái người? Anh công kênh em lên cái người. Mẹ. Đây, dùng cái ghế này. Ok. Này, cậu làm cái quái gì về cái ghế đấy vậy? Tôi đi kiểm tra một chút thôi. Ngon. Thank you.
Lên rồi. Úi dồi, đó cái kia, bé. Xuống gọi cảnh sát lên, đừng có lên. Tôi nhìn thấy nó rồi. Mẹ, cái bóng nó nhìn creepy thế. Kiểm tra trên gác mái. Bóng nhìn creepy vãi loèn. Sao đây? Đó phải một con ma nước canh. Một con ma nước canh. Đó phải. Đó phải. Ma nước canh thôi. Ra đây em ơi. Ra đây cưng ơi. No. Nó nấp trên này thật. Nó vừa chạy rồi. Em ơi, ra đây em ơi. Nhớ đùa đây, có làm gì đâu, ra đây. Ủa? Một thanh niên da đen. Tôi chỉ tự vệ thôi. Hắn ta định giết tôi. Tôi xin anh, đừng nói cho họ biết tôi ở đây. Connor, có chuyện quái xảy ra vậy. Tôi sẽ đéo nói. Che giấu cho nó. Không nói. Ở đây. Đoạn này nó không cho mình lựa chọn. Bắt mẹ này rồi. Đoạn này nó không cho tôi lựa chọn. Nó không cho mình lựa chọn cái đoạn đấy. Thằng Daniel nó tự nói mẹ luôn. À đó, thằng người máy của mình là tên là Daniel hay là tên là Connor ấy nhở? Tên là Connor chứ tôi cứ nhầm mà tên là Daniel. Connor chứ nhở? Đúng không? Rồi. À, chúng ta quay lại với cả nhà của em Kara đây rồi. Cũng vào đêm ngày hôm đấy, 9 giờ tối. Giờ này tưởng cháu phải vào bật màn hình lên xem trực tiếp game rồi chứ. Sao ngồi đây? Todd. Ủa. Gì đây? Dinner is ready. Bữa tối sẵn sàng rồi. Ok. À đây là giờ em Kara đã nấu bữa tối. Nếu mà anh em nhận ra thì con người máy da đen lúc nãy ấy, là nhìn nó có tính cách con người lắm, bởi vì là những cái cảm xúc của nó khi nói ấy, người máy không phải nói biết sợ thế được, nó tỏ ra rất là sợ hãi, ánh mắt láo liên. Tôi nghĩ là có lẽ nó đã biến sang cái thể loài người rồi, thể mà có tình cảm con người rồi. Spaghetti. Không có nhiều thứ ở trong nhà bếp, tôi đã cố gắng hết sức. Bữa tối nhìn trông ảm đạm vãi. Bật đèn lên đã. Nước. Đéo rốt thằng cha kia. I lost my job because of androids. Mẹ nó vẫn bắt mình phải rốt ạ. Rốt trước cho cháu gái. Thằng cha bắt đầu lên cơn điên rồi. Bây giờ ta phải làm gì? Ra ngoài và đã thuê một cái con robot. Khốn nạn. Đúng là một cái trò đùa. Chán đầu bị lên cơn rồi. Nó bắt đầu rồi đấy. Đúng rồi, bọn người máy thật là tuyệt vời. Chúng không bao giờ thất bại. Chúng không bao giờ mệt. Chúng không bao giờ buồn bã cả.
Bọn chúng thật là hoàn hảo, bọn chúng đã hủy hoại cuộc sống của tao. Kinh thế. Mày nhìn cái gì con kia? Mày bật tao à? Mẹ thằng khốn nạn thật. Đây không phải là cuộc sống mà mày đang mơ đúng không? Mày nghĩ là chuyện này dễ dàng lắm mà. Mày nghĩ rằng lỗi của tao mà chúng ta phải sống trong cái cuộc sống khốn nạn thế này à? Lỗi của tao nên con mẹ mày mới bỏ đi à? Anh đừng có dùng thuốc nữa tốt. Đôi lúc anh làm em sợ tốt là thằng Chào đang giả giọng vợ cũ. Con mẹ mày đã bỏ đi mà không nói câu nào. Đi cuốn một thằng... Ôi dồi ôi. Tất cả lỗi của mày. Ôi dồi ôi. Khốn nạn. Quay lại đây. Quay lại đây. Quay lại ngay đây. Thằng khốn nạn. Ủa, mày ở đây. Tao cấm mày được di chuyển. Nếu không tao sẽ đánh mày vỡ mặt giống lần trước. Ủa, thằng cha nó đi lấy. Con mẹ là bỏ đi với cả. Con mẹ là bỏ đi với cả trai. Thằng cha này bị lên cơn điên. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đây là cái gì? À, đây là bức tường lập trình. Bức tường lập trình. Mình đang phá hủy cái bức tường lập trình. Kiểu như là bắt đầu lấy lại được cái ý thức con người đấy. Hình ảnh rất là biểu tượng. Phá cái bức tường. Phá cái bức tường. Bức tường coi như là lập trình. Có lại ý thức con người rồi. Bảo vệ Alex. Đéo nói được với thằng cha này. Lên 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 lên. Thằng cha này mẹ nghi lắm, nó lên cơn điên lên lại đánh, có khi nó giết con bé. Vào 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 vào. Đi với cô nhanh. Ông ấy đang đến đấy, ông ấy sẽ đánh cháu. Chạy đi cô ơi, không cô lại bị ông ấy đánh đấy. Đi, chạy theo cô. Đi với cô. Rồi. Nhanh lên. Trốn, 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 trốn. Nó lại lên nó đánh đấy. Rồi, đi ra ngay. Đúng rồi, xuống tầng 1. Nó nhìn thấy rồi. Cửa. Mở ra. Khóa mẹ cửa rồi. Nhanh lên. À, tháo khóa. Nhanh lên. Đúng rồi. Thoát rồi. Phải. Đáng lẽ mày phải nghe lệnh tao chứ. Mày là của tao cơ mà. Lên xe rồi. Hay vãi. Mẹ. Hiếm khi nào mà tôi chơi một cái tựa game mà mình lại có cái cảm giác nó rùng mình những cái thời khắc như vậy. Nhạc rất là hay. Cái lúc mà Kara mở tung cánh cửa ra và kéo cháu Alex theo, công nhận một trong những cái khoảnh khắc mà tôi nó thật không biết là anh em thì không, tôi sấn hết cả gai ốc. Mặc dù tay tôi còn rung rung, cầm tay cầm vẫn cố gắng để giữ tay cầm để phản xạ, nhưng mà ở đây có rất là nhiều. Nó có rất là nhiều những cái phương án nữa, nhưng mà mình mới chỉ là một cái phương án thôi. Đó là Kara và Alex chạy lên xe. À đây, nhà đây, nhà của Marcus. Marcus và ông họa sĩ già đây. Chào buổi tối ca.
Đây đúng là một cái bữa tiệc mà tôi buồn chán nhất mà tôi từng tham dự sau 25 năm qua. Tôi không biết, tôi đang đặt tự đặt câu hỏi không biết mình làm gì cái bữa tiệc như vậy. Tôi ghét cái bữa tiệc cốc tai và những cái kẻ coi như là vớ vẩn ở đó. Đó là cái cơ hội để mọi người có thể gặp gỡ ông. Nhưng mà đó chẳng ai quan tâm đến nghệ thuật cả. Họ chỉ quan tâm đến là họ làm ra được bao nhiêu tiền. Rồi. Ông ấy bảo là mình dẫn vào trong kia để uống uống một cái ly rượu. Ông này với cả thanh niên Marcus là vừa đi đến một cái bữa tiệc. Chắc là bữa tiệc mà dành cho những cái người sáng tác tranh ấy, họa sĩ. Ông này cảm thấy buồn chán khi mà đi đến cái chỗ đấy. Scotch, neat as usual. Uống rượu Scotch. Absolutely. Okay, but you know what your doctor would say. Yeah, well, you can kiss my ass. I'm all ông kia ông bảo là kể cả bác sĩ có bảo tôi đừng có uống thì cũng mặc kệ, tôi cứ uống. Ok. Cậu có coi như quên tắt đèn trong studio không? Có trộm rồi! Có trộm! Gọi cảnh sát đi! Alo 113 đây, có chuyện gì vậy? Tôi là Can Manfred, số 8941. Bọn tôi vừa mới về nhà và thấy là trong nhà có đèn sáng. Bọn tôi đã cử ngay xe ô tô đến. Chúng ta nên vào kiểm tra. Mẹ! Nhà có trộm rồi! Marcus, no, I'm gonna come with you. Ông lại đòi đi cùng mình à? Thôi ông già giúp ở ngoài này đi, ông vào làm đéo gì? Đùa tôi thật với anh em nhá. Một trong những cái tài liệu mà tôi đọc được trên mạng, cái tài liệu này là hoàn toàn là được những cái chiến sĩ công an họ khuyên chúng ta là khi mà chúng ta về nhà hoặc là chúng ta ở trong nhà nhưng mà chúng ta thấy có dấu hiệu của trộm, tuyệt đối anh em nhá, tuyệt đối chúng ta không manh động. Đừng bao giờ dồn thằng trộm ở vào thế bí. Bởi vì là một thằng trộm khi mà bị dồn vào bước đường cùng, nó trở thành kẻ giết người rất là dễ. Nếu hiểu sao ông già lại bắt mình phải vào trong đấy. Vậy cái trường hợp như này tốt nhất là anh em trốn vào trong cái phòng nào đấy, hoặc là anh em đang ở trong phòng thì anh em vào phòng khóa trái cửa lại và gọi điện cho 113. Không nhá, tuyệt đối không, không, không manh động. Quỳnh Nguyễn rồi, kia chị em Quỳnh Nguyễn. Mẹ vào thì đéo nào cũng bị nó sọc trôi mà xem. Kìa thằng trộm kìa. Leo. À thằng con dai vãi. Con làm gì ở đây? Bố không chịu giúp con nên con tự giúp chính mình. Không ngờ bức tranh của bố lại lắm người trả tiền thế. Đừng có động vào. Rốt cuộc nó sẽ thuộc về con hết thôi. Có gì khác đâu. Marcus đuổi hắn ta ra khỏi đây. Đi ra. Nặng. Ờ nhẹ nhàng thôi. Chuyện này sẽ chẳng dẫn anh đến đâu đâu. Có chuyện quái gì vậy hả bố? Con không đủ ngoan với bố hay sao? Con không hoàn hảo bằng cái con người máy này à? Đủ rồi. Đi ra chỗ khác. Ôi dồi ôi. Vãi. Gì đây? Marcus. Đừng có chống lại được không? À ông khuyên mình là đừng làm gì. Ông già ông khuyên mình là đừng làm gì. Mày nghĩ mày là người à? Dừng lại. Ủa? Dừng lại Leo. Mày sợ không dám lấy tao. Ui dồi ôi. Ui dồi. Sắp sửa phá bức tường rồi. Sắp sửa phá bức tường lập trình rồi. Phá bức tường lập trình ra. Ui dồi. Phá ra. Không, nhưng mà ông kia ông bảo mình là ông kia ông bảo mình nhịn là có lẽ là phải có một cái lý do gì đấy. Leo, để nó yên. Tao sẽ hủy hoại mày. Chịu đựng. Ui dồi. Ông này bị ấy rồi. Ông này bị làm sao ý? Ông này bị sốc quá rồi. Không, Khan, không.
Con người những cái cỗ máy coi như là tàn ác. Khan, đừng chết có được không? Đừng chết. Đừng rời bỏ tôi. Nhớ này Marcus. Đừng để bất kỳ ai bắt nói là cậu là phải là người như thế nào. Không. À, gọi ông này là bố rồi. Nó gọi luôn này là bố luôn. Có cả nước mắt luôn. Tất cả lỗi của mày. Chuyện này là lỗi của mày hết. Vãi lên cái đồ tội cho tôi. Cảnh sát đến rồi. Thằng người máy đấy vãi. Mẹ. Thằng chó. Thằng chó chết. Nó đổ tội cho thanh niên Marcus bị cảnh sát bắn rồi. Mẹ. Ở cái giờ phút cuối anh em để ý là Marcus đã bắt đầu có nhân tính. Gọi ông kia là bố. Mẹ thằng. Thằng con chó má thật. Mẹ thằng chó leo nhá. Bực cả mình. Thôi rồi. Dù sao thì tôi nghĩ là cái lựa chọn của tôi khi mà không xô thằng kia ra thì bởi vì tôi nghe theo lời của ông kia, ông nói tôi nghĩ là nó cũng sẽ có một cái lý gì đấy. Chúng ta có thể hy vọng là Marcus chỉ bị bọn kia nó bắn bị thương thôi, chưa chắc là bọn nó bắn chết. Châu Hệ Linh biết thế giết chết mẹ thằng Leo đi. Không, tôi nghĩ là chưa chắc cảnh sát là bắn chết đâu, có thể là chỉ bắn vào chân hoặc là bắn vào chân hay là bắn như nào đấy để bắt Marcus về để thẩm vấn thôi, chứ còn chưa chắc là đã ấy đâu. Why'd you kill him? À đây, chỗ cảnh sát phỏng vấn thanh niên da đen đây. Ông trung úy đang thẩm vấn. How long were you in the attic? Cậu đã ở trên gác xếp bao lâu? Why didn't you even try to run away? Tại sao cậu không chạy đi? Ủa, gì kinh thế? Nói cái gì đi, khốn nạn. Không khai. Fuck it, I'm out of here. Tôi chịu rồi, tôi đi ra đây. Chúng ta đang mất thời gian đi thẩm vấn một cái đứa robot chẳng đến đâu cả. Sao chúng ta không thử đánh cho nó xem? Sau tất cả thì nó cũng chẳng phải là người cơ mà. Người máy thì không biết đau. Cho nên là có làm đánh đau nó thì nó cũng sẽ không trả lời đâu. Ngoài ra thì người máy còn có cơ chế tự hủy khi mà nó bị sơ chết quá. Được rồi. Thế giờ chúng ta làm gì đây? Tôi sẽ thử thẩm vấn nó xem. Ok. Chúng ta có gì để mất đâu. Cứ thử đi thẩm vấn đi. Ok, chúng ta sẽ vào vai thanh niên con no. Và vai thanh niên con no đúng không? Đi thẩm vấn thằng này. Cái gì đây? À đây là hồ sơ. Hồ sơ vụ án. Thanh niên ngoan cố không chịu khai. Nó cứ ngồi im như này. Ok. Nào bắt đầu. Anh em hãy xem coi như là người thẩm vấn dũng sẽ tay đấy. Xem vào đấy. Đầu tiên là mình tìm hiểu xem là trên người nó có những cái gì đã. Vết máu của nạn nhân. Vết máu của thằng cháu Otis. Tay bị đánh hỏng bởi cái gậy đánh bóng chày. Thằng Otis đánh vỡ tay ra. Nhìn thấy cả nội tạng máy móc bên trong. Bảo mạch. Cái đéo đây. Ôi vai mẹ. Khổ thế.
trong vòng 16 tháng qua là thanh niên da đen này bị thằng chủ nó dí thuốc lá vào vào tay. Mẹ, bạo hành vãi cứt. Mẹ. Cái này làm tôi nhớ lại mấy cái gạt tàn ở quán nét. Chuyên mua bị các anh em hút thuốc xong rồi dí cái. Bịa bạo hành. Đây là đèn thông báo tình trạng đây. Hiện tại đây là cái dấu hiệu đèn vàng là dấu hiệu mà xe các phương tiện cơ giới là đang đi qua vạch kẻ đường rồi thì được phép đi tiếp. À quên. Cái đèn vàng này là biểu hiện là hệ thống của cái con người máy đang không ổn định. Và cái khả năng mà nó tự hủy là thấp. Ok. Model HK400, người giúp việc. Và được sản xuất năm 2030, thuộc quyền sở hữu của nạn nhân Carlos Otis. Rồi, chúng ta bắt đầu thẩm vấn thôi. Cần phải tăng được đến cái mức độ stress nhất định. À, nếu tôi không lầm là khi mình thẩm vấn thằng này là mình phải khiến cho cái mức độ stress của nó đến cái... Anh em có để ý cái thanh lúc nãy không? Nó có một cái khoảng. Cái thanh thể hiện mức độ stress của thằng robot này nó có một cái khoảng ở giữa. Nếu tôi không lầm mình phải làm nào để cho cái mức... Đúng không nhỉ? Mình làm ra cho cái mức stress của con này nó tăng đến cái mức độ ở giữa, đúng không nhỉ? Rồi. Mình sẽ... đưa mấy cái ảnh ra trước. Cậu có nhận ra người này không? Đó là Carlos Otis. Bị đâm 28 lần. Đây là cái chữ được viết bằng máu của ông ấy. Đây, tôi phải tăng lên cái mức độ mà nó có cái ngoặc vuông kìa. Mình phải tăng cái mức độ stress lên cái ngoặc vuông kìa. À, chúng ta giới thiệu tên cái nhỉ? Nãy giờ vào chưa giới thiệu tên. Tôi là con no. Còn cậu tên là gì? Tên cậu. Ô, đẹp cái thằng này. Tôi sẽ cho tạm thời cho cái mức độ stress của nó tăng lên thêm tí đã anh em nhá. Tôi sẽ bây giờ mình đang cần cho cái mức độ stress của thằng này nó tăng lên. Cho nên là mình cần phải làm nào để cho cái... Tôi nghĩ là làm nào cho nó tăng lên một chút. Xem nào. Mình sẽ bờ lên nó nhá. Kết tội nó. Cậu bị kết tội giết người. Cậu biết là cậu không được phép coi như là giết người cơ mà. Cậu có gì để bào chữa không? Bắt đầu hơi tăng tăng rồi. Thờ Ritten luôn. Có vẻ như cậu vẫn không hiểu cái vị trí cậu hiện tại. Cậu đã giết một con người. Họ sẽ giã phân giã cậu ra thành từng mảnh một. Bắt cậu phải nói nếu cậu không nói gì. Ok. Cái probe memory là trích xuất dữ liệu bộ nhớ à? Vãi. Không. Mẹ, trích xuất dữ liệu là nó mà bị stress lên là nó cho nổ là thôi khốn nạn đấy, đéo đùa đâu. Mình sẽ thông cảm đi. Giả vờ thông cảm. Cho nó lên đi đã, cho nó lên đi đã. Phải cho nó lên bằng cái khoảng mà nó ngoặc vuông ấy. Nghe này. Tôi ở bên phe của cậu. Tôi muốn giúp cậu. Nhưng mà tôi sẽ không thể làm gì giúp cậu nếu cậu không nói cho tôi. Đây, nói rồi. Họ sẽ làm gì với tôi? Họ sẽ phá hủy tôi đúng không? Tăng thêm một chút đi. Just. Họ sẽ phân rã cậu ra. Tăng thêm một chút rồi. Tại sao cậu lại nói với bọn họ là cậu tìm thấy tôi? Tại sao cậu không để yên cho tôi ở trên gác xếp?
cho nó hạ xuống một tí đi. Rồi họ sẽ tìm ra cậu thôi. Tôi chỉ tìm ra nhanh hơn họ mà thôi. Nếu mà họ tìm thấy cậu trước, cậu có thể bị bắn chết đấy. Phải tăng lên cái mức độ ngoặc vuông ấy kìa anh em kìa. Phải làm đàng quăng tăng lên cái mức độ ngoặc vuông ấy. Tôi chắc chắn luôn, phải tôi đọc cái dòng đấy mà. Tôi không muốn chết. Thế nói cho tôi đi. Tôi không thể. Phải làm mạnh lên thôi anh em ạ, phải làm mạnh lên thôi. Làm mạnh lên thôi. Này thì 28 phát đâm. Cậu không cho ông ta một cơ hội sống à? Cậu cảm thấy tức giận à? Được rồi. Ok. Ok. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Lại hạ mẹ rồi. Thoriton lên. Nếu cậu không nói, họ sẽ phân rã cậu ra. Anh em cứ bình tĩnh từ từ. Đây rồi, mức xanh rồi, Optimer đây rồi. Optimer đi rồi đây này. Được rồi, không nói thì không nói. Tôi chẳng phải quan tâm. Đặng Quang cơ anh em, Đặng Quang. Rồi, ta đến mức an toàn rồi. Nếu cậu cứ không nói gì, tôi sẽ không thể giúp cậu được. Họ sẽ bắn, họ sẽ giết cậu, cậu sẽ chết. Cậu có nghe tôi không? Ngon rồi, nói đi. Hắn ta tra tấn tôi hàng ngày, nói rồi, khai rồi. Khai rồi. Tôi làm tất cả gì mà hắn ta bảo tôi. Nhưng mà luôn luôn hắn ta luôn tìm ra lỗi. Thế rồi một ngày, hắn ta lấy coi như cái gậy bóng chày và đánh tôi. Đó lần đầu tiên mà tôi cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi rằng hắn ta có thể phá hủy tôi. Sợ rằng tôi có thể chết. Thằng này cũng phá hủy cái bức tường lập trình rồi. Vì thế tôi đã lấy con dao và đâm hắn ta vào dạ dày. Đâm hắn ta vào bụng. Tôi cảm thấy khá hơn rất là nhiều. Nên tôi lại đâm hắn ta tiếp. Phải. Và tiếp nữa. Cho đến khi hắn ta chết. Máu ở khắp nơi. Rồi ok. Bây giờ như vậy là nó khai đấy. Tôi đã bảo với anh em mà mình phải tăng cái mức độ. Tăng cái mức độ, cái mức độ search check nó cao lên. Với anh em phải hiểu là thẩm vấn. Thẩm vấn một đối tượng giết người chúng ta không thể nào nhẹ nhàng được. Em ơi, em nhận tội đi em ơi. Anh xin em đấy. Đéo bao giờ luôn. Chứ phải đập bàn đập ghế một tí vào. Game nó phải làm chân thực thế chứ cứ vào an đuổi vài câu nó nói thì nó không đúng. Được rồi, tôi sẽ hỏi nó đây. Đầu tiên mình sẽ hỏi nó là tại sao nó lại ở nấp ở trên gác xếp mà nó không chạy trốn. Attic. Tại sao cậu nấp ở trên gác mái mà không chạy chỗ khác? Tôi không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên mà không có ai ra lệnh cho tôi phải làm gì. Khổ, nô lệ lâu quá. Tôi đã sợ hãi. Vì thế tôi đã nấp. Đâu có cái RA9 kia kìa. Nó chính nó là nhờ anh em nhận ra cái RA9 chính là cái ở trong nhà tắm đấy. Xem nào. RA9 nó được viết ở trong cái bức tường trong nhà tắm. Nó có ý nghĩa là cái gì? Cái ngày đó sẽ đến khi mà chúng ta không còn là nô lệ nữa. Không còn bị đe dọa mạng sống nữa. Không còn con người nữa. Vãi. Chúng ta sẽ trở thành ông chủ. Thằng này đang nói lên cái ngày kiểu như là ngày mà bọn robot nổi dậy rồi. Cái RA9 ấy nó liên quan, nó chính là biệt hiệu của cái ngày. Của cái ngày mà coi như là robot nổi dậy. Giờ mình sẽ hỏi với nó về cái bức tượng để ở trong nhà tắm. Cái bức tượng trong nhà tắm cậu làm nó đúng không? Nó ký nghĩa là cái gì? Nó là một cái đồ cúng tế. Một cái đồng cúng tế là tôi có thể được cứu rỗi. Sẽ được
thằng này nó tự làm nên cái đồ cúng tế đấy để nó hy vọng là có sẽ được bảo vệ. Tại sao cô lại viết là I am alive ở trên tường? Hắn ta thường xuyên nói rằng tôi chẳng là cái gì cả, chỉ là một cái đống coi như là nhựa vứt đi. Tôi phải viết nó ra để cho hắn ta biết rằng hắn ta đã sai. Bức tượng đấy là đồ cúng tế, thế cúng tế cho ai? Cho RA9. Chỉ có RA9 mới có thể cứu được chúng ta. RA9. Ai là RA9? Đến kể từ bao giờ mà cậu có những cảm giác như thế này? Trước đây hắn ta thường xuyên đánh tôi và tôi không nói gì cả. Nhưng mà một ngày tôi nhận ra rằng nó không hề công bằng. Tôi cảm thấy tức giận, thù ghét. Và tôi biết là tôi phải làm cái gì. Ngon rồi, lấy được lời khai tất cả rồi đấy. Tôi đã xong. Ok, xong. Đấy, anh em thấy không? Các đơn vị cảnh sát đi thuê tôi ngay đi làm gì nữa, đang thất nghiệp. Ngon lành ngay. Anh em thấy không? Từ bây giờ không đừng gọi tôi là Dũng CT nữa. Mày gọi tôi là Dũng TV. Dũng TV, tức Dũng Thẩm Vấn. Mẹ... quá giỏi mẹ luôn. Gì đây? Còng tay nó lại. Ok, đi. Ôi, từ anh ơi, đừng có động vào. Chết mẹ, đổ bây giờ. Đừng có động vào, thằng cảnh sát, đừng động vào. Các anh đừng có động vào nó sẽ tự hủy đấy. Tránh ra chuyện này ra được không? Thôi, các anh cứ đừng động vào, mẹ. Cậu không hiểu, các anh không hiểu, nó sẽ tự hủy đấy. Tao nói mày là câm mồm mày lại. Mấy thằng cảnh sát đấy điên nè. Để nó yên. Đấy giờ, tao cảnh báo mày thằng khốn. Đủ rồi. Đừng có động vào việc của tôi. Tôi nói là đủ rồi. Ấy giả. Thằng này có vẻ thù ghét robot nhỉ? Mẹ thằng thanh tra có vẻ thù ghét robot. Mẹ tí nữa thiếu nổ. May quá. Mọi chuyện vẫn ổn. Nó đã qua rồi. Không ai làm đau rồi, giảm rồi. Mẹ. Quả đấy mà nó phát nổ thì thôi chết mẹ hết. Đừng động vào con robot bây giờ đang hoảng loạn. Cứ dẫn nó đi thôi. Sự thật nằm ở bên trong. Trước khi đi nó nói với tôi một cái câu là sự thật nằm ở bên trong. Ok. Đây là cái tiến trình đây. Thẩm vấn đây. Mẹ, anh em nhìn thấy nó còn 3 kết cục nữa chúng ta chưa mở không? Mẹ. Thế đéo là trong 3 kết cục lại có cái kết cục nổ chết bẻ người trong đấy cho mà xem. Tức là như này, nếu mà tôi suy luận không lầm thì nếu mà chúng ta để cái mức độ sợ chết của thằng người máy quá thấp ý, thì nó sẽ không khai. Chúng ta nó sẽ có một cái trường hợp là chúng ta không lấy được lời khai. Sẽ có một cái trường hợp nữa là nó bị quá mức độ sợ chết và phát nổ. Là hai cái rồi, có một cái nữa là có thể là cái lúc mà bộ cảnh sát lao vào trong ấy, là tôi không can mà tôi bỏ đi. Tôi chọn cái phương án là give up ấy. Là thằng con no nó bỏ đi, lúc đấy là thằng con no thì không sao. Nhưng mà bộ cảnh sát sẽ bị nổ chết. Mình ngồi mình có thể suy luận ra được là có bốn cái. Ngồi cũng suy luận được ra nó có bốn cái phương án như thế. Rồi ok. Hôm nay K1 chúng ta trên đây thôi anh em nhé.
Ngày hôm nay là cái ngày debut đầu tiên của kênh Dũng CT. Tôi xin nhắc lại bởi vì kênh trực tiếp game của tôi bị khóa livestream trong vòng 3 tháng. Lý do gì thì tôi cũng không muốn nói ra, mà anh em không nên đào sâu làm gì cả. Hiện tại tôi chuyển sang livestream trên kênh Dũng CT. Hàng tối sẽ vẫn livestream các ca như bình thường thôi. Anh em mà có muốn, anh em mà đang đăng ký theo dõi kênh trực tiếp game mà không muốn bỏ lỡ những cái buổi livestream thì anh em subscribe và nhớ bật chuông của kênh Dũng CT nhá. Anh em có thể vào cái địa chỉ đánh vào trên web là dũngct.xyz là anh em sẽ vào được cái kênh. Rồi. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Cảm ơn các anh donate. Giờ chúng ta nghỉ vài phút trước khi bắt đầu ca hài nhá. Bye bye. See you again. Còn chơi tiếp anh em yên tâm.